Hôm qua tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức gặp mặt đoàn công tác đi thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân cùng quân dân các lực lượng trên đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị và đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Tham gia đoàn có đại diện 27 địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước cùng phóng viên của 30 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cử 2 phóng viên tham gia tác nghiệp. Trong chuyến công tác lần này, ngoài tổ chức tuần tiễu, đoàn công tác chuyển hơn 250 suất quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các cơ quan đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên hai đảo Tiền Tiêu và trên biển với tổng trị giá hơn 750 triệu đồng, đồng thời tiếp nhận, vận chuyển và phối hợp trao quà của các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gồm tiền mặt 75 suất quà, 574 thùng nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng cho cán bộ chiến sĩ của Vùng 3 Hải quân và cán bộ chiến sĩ nhân dân trên hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn.